Đây là khách sạn Mường Thanh Viên Chăn, 25 tầng quý vị nha. Đây là một trong những khách sạn của Việt Nam đầu tư tại thủ đô Viên Chăn. Mời quý đoàn mình, quý vị cùng với Thịnh vào trong để mình tìm hiểu cái kiến trúc bên trong. I'm fine, thank you. And you? Because not my job. Đây là toàn bộ quang cảnh của lobby và tầng trệt của khách sạn Mường Thanh. Một trong những khách sạn chủ đầu tư là người Việt tại thành phố thủ đô đất nước bạn Viên Chăn.